Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn Phần kế tiếp của bài 8, phần 3 trên 8 Cũng là phần cuối của bài này Xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng xem tham khảo nha Thứ nhất chúng ta ôn lại cái bảng từ mới Từ đầu tiên ta có từ mệ Mệ có nghĩa là mỏi Ví dụ như mỗi ngày ta nói là mầy thiên Mỗi năm là mầy niễn à, Ngày và năm nó không có lượng từ Nên không cần cưa hay là những cái lượng từ gì khác Ví dụ như mỗi người ta phải nói là mầy cơ rễn Mỗi quyển sách mầy bình su Mỗi quyển vở mầy cơ bình dư Mỗi cây bút mầy trư bị Cái tiếp ta có từ thiên Thiên có nghĩa là ngày Ví dụ như là y thiên, liền thiên, San Thiên một ngày, hai ngày, ba ngày. Bố tôi đi Hà Nội hai ngày rồi. Wa ba bà hở này liền thiên là. Ngoài ra từ thiên còn có một nghĩa khác đó là trời. Ví dụ như mình sợ hãi một cái việc gì đó hoặc là việc gì đó nó gây cho mình cái sự bất ngờ mình nói thiên à, thiên à, trời ơi. Thiên à, xe tai dữ là. Trời ơi mưa to rồi. Kế tiếp nữa ta có từ hoàng sang. hoàng sang là buổi tối và chúng ta cũng lưu ý mình muốn nói tối hôm nay thì chúng ta phải nói hôm nay trước vì đơn vị chỉ thời gian dài rồi mới đến cái đơn vị chỉ thời gian ngắn chúng ta sẽ nói là chín thiên hoàn sang cũng có thể nói tắt là chín à, hoàn tối ngày mai miễn thiên hoàn sang ta có thể nói là miễn hoàn và tối hôm qua là chỗ thiên hoàn sang cũng có thể nói tắt là chỗ hoàn ví dụ tối hôm nay bạn làm gì chín hoàn đi sơ summer À, tối hôm nay tôi ở nhà xem sách thôi chín thiên hoàn sang chín hoàn của cha cha khan su à, khan su là xem sách Cái tiếp ta có từ ta cai ta cai nó sẽ có hai nghĩa nghĩa thứ nhất là khoảng ví dụ anh ấy khoảng 40 tuổi tha ta cai sư sử xuê tha ta cai sư sử xuê bây giờ khoảng 10 giờ rưỡi sen trai ta cai sử tiền ban xin trai ta cai sử tiền ban ta cai cũng còn có một nghĩa khác nữa là có lẽ uh, tha ta cai pua lại là uh, có lẽ anh ấy không đến rồi kế tiếp nữa ta có từ thai thai có nghĩa là quá hoặc là lắm quá hoặc là lắm ví dụ như uh, thai họ là tốt quá thiên uh, của thai mãn là hôm nay tôi bận quá dị thai ta là mưa to quá như vậy là thai uh, hay đi với lơ để chỉ một cái sự thật nào đó một sự việc nào đó À, hình thức phủ định của nó là bùa thai hôm nay tôi không bận lắm chín thiên của bùa thai mặn. hôm qua không lạnh lắm chỗ thiên bùa thai lợn. Cái tiếp người ta có từ hoàn hoàn này nằm ở trong hoàn sang hoàn sang buổi tối á. một từ hoàn không có nghĩa là trễ muộn ví dụ như à, bây giờ đi thì trễ quá rồi xin chai chi thai hoàn là 12 giờ bạn mới ngủ thì muộn quá Thai 12 điểm睡觉太晚了太晚了 cái tiếp ta có từ lơ từ này mình đã gặp trước đây rồi thì vẫn nhắc nó lại thứ nhất là nó đặt ở cuối câu để chỉ sự việc đã xảy ra rồi ví dụ ba bà suy trung quốc là bố tôi đi trung quốc rồi có nghĩa là bây giờ bố của tôi đang ở trung quốc chứ không có ở việt nam lơ cũng đặt ở cuối câu để chỉ một cái sự thay đổi nào đó so với ban đầu so với trước đó. Ví dụ mình nói là thiên lần là à, trời lạnh rồi. À, mình cứ thấy dịch trời lạnh rồi nhưng ta sẽ hiểu là trời đã chuyển lạnh rồi. Có nghĩa là mấy hôm trước nó không có lạnh, hôm nay lạnh, à, thiên lần là. Tha pua lại là anh ấy không đến nữa rồi, tức là dự định lúc đầu là anh ấy sẽ đến nhưng mà chờ ngoài không thấy đến thì mình nói là tha pua lại là anh ấy không đến nữa rồi. Kế tiếp nữa ta có từ chào sang. Chào sang là sáng sớm, còn sáng ngủ là buổi sáng. Thì chào sang thường khoảng 1 giờ sáng mà cho kéo dài cho đến khoảng 8 giờ, có khi hơn một chút cũng được. Như vậy là 5 giờ sáng là chào sang ngủ tiền. 8 giờ sáng là chào sang ba tiền. Sáng sớm hôm nay bạn đi đâu vậy? À, Chí nên chào sang thì suy nở. Chỉ nên hoàn sang thì suy nở. À, sáng sớm hôm nay À, tôi đi lễ tức là đi nhà thờ chín thiên chào sang của truy treo thẳng chín thiên chào sang của truy treo thẳng Cái tiếp người ta có từ chỉ thoáng chỉ là khởi là bật dậy đứng dậy à, thoáng là cái giường như vậy chì thoáng dịch là thức dậy đi chỉ đèn chỉ thoáng mày thiên chào sang đi chỉ đèn chỉ thoáng mỗi buổi sáng bạn thức dậy lúc mấy giờ của lưu tiền chỉ thoáng tôi thức dậy lúc 6 giờ hoặc là lưu tiền của xì soạn cũng được lưu tiền của dĩ tiên xì soạn sáu giờ là tôi nhất định thức dậy chúng ta thấy từ soạn là cái giường phải để ở đâu mà nó có cái mái che bên ngoài nó là bộ nhiễm che trước và che bên hông và cái giường ngày xưa thì thường, thường được làm bằng gỗ cho nên là ở trong nó là bộ mọc kế tiếp nữa ta có từ dĩ tiên từ y là một khi đi với một cái từ nào đó mang cái thanh tư thì từ y sẽ đọc là dĩ còn cái từ mang thanh tư đằng sau nó vẫn giữ nguyên như vậy ta sẽ đọc là dĩ tiên dĩ tiên à, ví dụ như ngày mai anh ấy nhất định đến miễn thì anh ta dĩ tiên lại anh ấy chắc chắn đến thay dĩ tiên lại còn nếu mà chưa chắc hình thức phủ định sẽ là pu dĩ tiên tha pu dĩ tiên lại 为什么因为外边在下大雨呢 tại sao vậy? Tại vì bên ngoài đang mưa to. Như vậy là hình thức phủ định nhớ là pu dĩ tiên. Kế tiếp ta có từ xì hoan, từ này mình cũng gặp rồi, xì hoan là thích. Có thể đối với một sự vật hiện tượng nào đó cũng được, và cũng có thể đối với một con người cũng được. Nếu xì hoan xì hoan ma, và hình xì hoan tha sư hào phận yêu, tha sư của hào phận yêu. xì hoan tung thiên, tôi thích mùa đông, tôi thích mùa xuân, vô xì hoan xuân thiên. Ừm tôi thích cái quyển vở này của xì hoan trơ cơ bình xưa tôi thích hai cái bút này của xì hoan trơ trư bị của xì hoan trơ trư bị cái tiếp ta có từ lạn lạn là lười tha hẳn lạn anh ấy rất lười à, lạn han là cái thằng lười từ han không có nghĩa là cái thằng cái người đàn ông Hảo hào han là hảo hán tức là cái người đàn ông tốt và theo một cái chuẩn nào đó ngày xưa thì han không là cái thằng đàn ông như vậy hào han là cái người đàn ông tốt ta hiểu nó vậy làn han à, suy treo là ngủ và ta ghép vào suy làn treo thì là ngủ lười tức là ngủ nướng à, suy làn treo từ kế tiếp nữa ta có từ trư to trư to là biết từ to đó có khi ta đọc thành khinh thanh à, trư to là biết à, không cần phải học hỏi giống như từ huê huê là biết một kỹ năng à, Ví dụ Huê cho phan biết nấu ăn nè Huê xíu chữ xỉn xớ, biết sửa xe đạp Huê xóa hàn dụy biết nói tiếng hoa Còn trí to này thì không có dùng ở trường hợp đó Mà dùng những cái trường hợp khác không cần học hỏi gì Ví dụ truyền quên dấu chữ dây nở Xin hỏi ngân hàng ở đâu Tôi bố chỉ Wo bố à, Xin lỗi tôi không biết Wo bố trí to Xe quán giá dây nở Wo lãnh À, Vương Lan biết đấy Nhà của bạn Vương ở đâu tôi không biết Nhưng mà Vương Lan biết Kế tiếp ta có từ chào Chào là sớm ngược lại với từ hoàn Hoàn là trễ à, Ví dụ như ngân hàng 8 giờ rưỡi mở cửa Bây giờ bạn đi là sớm quá Diễn hạng 3 tiền ban khai mệnh Xem chai nì chi thay trọ là Xem chai nì chi thay trọ là 6 giờ thức dậy sớm quá tôi không có quen Lưu tiền chỉ thoáng thay trọ là 我不习惯 hoặc bố sĩ quan, tôi không quen. Cái tiếp ta có từ suy suy là ngủ, thì về cơ bản nó cũng giống như là suy treo thôi. À, nhưng mà nó có cách dùng, có khi nó khác một chút. Ví dụ như ngủ nướng là suy lành treo. Ngủ trưa là suy ủ treo, không có nói suy ủ hay là suy lành được. Người ta lưu ý như vậy. À, trong cái từ suy này nó có cái cụm từ mà mình hay quen dùng đó là Chào xuê chào chị thị họ. À, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe chào sư chào chị sân đi họ. kế tiếp ta có từ chị tức là viết tắt của từ chị thoảng thôi à, là thức dậy thôi à, kế tiếp ta có từ yên cai yên cai là nên dùng trong lời khuyên à, còn ví dụ như vì trời mưa nên không đến thì nên đó là khác trong câu quan hệ nhân quả nguyên nhân và kết quả à, này chỉ dùng trong lời khuyên thôi phủ định nó là pu duyên cai pu duyên cai Ví dụ ngày mai anh nên đi à, Miễn thiên thì nì Miễn thiên thì nì Ngày mai anh không nên đi Miễn thiên thì nì bù Kế tiếp ta có từ y Y là cách nói cuốn lưỡi à, Còn nếu bình thường ta có thể nói là y tiền, Là một chút à, Một chút à, Tôi muốn uống một chút cà phê Tôi muốn uống một cà phê Tôi phê Tôi muốn uống một chút trà. Quá chẳng hơi gì tiền trả. hơi với tiền trả. Cái tiếp ta có từ hưa. hơ là uống thì chúng ta đã gặp rồi. À, ta có từ cà phê. Cà phê thì là cà phê. À, Nó phiên âm từ cái từ coffee của tiếng Anh ra thôi. À, cà phê. Hơ cà phê. Sì hoán hơ cà phê. Thích uống cà phê. Quá hoan hơi gì phê trả. À, Uống cà phê rồi tôi không muốn ngủ được Hơ cà phê là một bún nẫn suy chào Bún nẫn suy chào Kế tiếp ta có từ xả Xả là trà Thì vừa rồi mình có gặp đấy Ở trên bộ thảo Ở giữa là nhân Ở dưới là mọc Tức là người ở giữa cỏ với cây là trà Đọc là xả Ní xì hoan hơ cà phê Hải sư xì hoan hơ xả Bạn thích uống cà phê hay là thích uống trà Quá xì hoan hơ xả Bú xì hoan hơ cà phê Tôi thích uống trà chứ không thích uống cà phê từ cái tiếp ta có từ can can là làm cũng giống như cho trong một số trường hợp là giống như cho chín thiên thì can chín thiên là như nhau hay là hoàn sang thì sáng sang đi can sáng can tối thường làm gì hay là thích làm gì thì như nhau thế nhưng mà từ cho nó có thể kết hợp với nhiều cái danh từ phía sau các cái tân ngữ phía sau còn can không kết hợp được nhiều ta có từ khan là uh, xem nó có nghĩa thứ nhất là xem khan su là xem sách khan bao trự là xem báo quá sĩ hoan khan su hoan khan bao trự. Uh, còn có một nghĩa khác tức là, là thăm khan là thăm của chư khan nhỉ nhỉ này này à, miếng thiên của hứa ba bà khan nhỉ nhỉ này, này ngày mai tôi cùng bố mẹ đi thăm ông nội bà nội Khan còn có nghĩa khác nữa là khám, khám bệnh. Khan biên là khám bệnh. Wo sinh thì bố họ, wo yêu chư khan biên. Zhuo thiên, wo nài nài chư khan biên là Hôm qua bà nội tôi đi khám bệnh rồi. Cái tiếp phải có từ tiên sơ. Tiên sư là tivi, như vậy là khan tiên sơ. Khan tiên sơ là xem tivi. Wo xì hoan khan tiên sơ. Mày thiên sang, ba bà tôi khan tiên sơ. Mỗi buổi tối bố tôi đều xem tivi cái tiếp ta có từ báo trợ à, báo trừ là báo Pao là báo mài pao trợ là mua báo khan báo trợ là xem báo à, nhưng mà chú ý là khi chúng ta nói chúng ta muốn mua một chúng ta mua một cái tờ báo nào đó cụ thể ví dụ báo thanh niên thì sẽ là xuyên nén báo sài gòn giải phóng chẳng hạn si cung dè van không có nói là xuyên nén bao chỉ cần nói xin nén báo, báo thanh niên là được rồi Uh, báo sài gòn giải phóng cũng vậy si cung chè là đủ cái tiếp ta có từ sĩ quan sĩ quan sẽ có hai nghĩa uh, nghĩa thứ nhất là thói quen tôi có một cái thói quen là ngủ sớm dậy sớm quả dù chỉ có sĩ quan sơ chào suy chào chị tôi có một cái thói quen là mỗi buổi sáng tôi đều uống cà phê quả dù chỉ có sĩ quan mày của chú phê của cà phê tôi hơi cà phê sĩ quan còn có một nghĩa khác nữa đó là quen quen tức là thích ứng với một cái gì đó ví dụ quen với thời tiết quen với món ăn của việt nam chẳng hạn ha ngủ dậy sớm quen rồi thì ta dùng cũng dùng từ này ta dùng từ này ví dụ sĩ quan duyên nạn tờ thiên là ma bạn quen với thời tiết của việt nam chưa uh, sĩ quan là tôi quen rồi hoặc lại khánh chịu là sĩ quan là Tôi đến Việt Nam rất lâu rồi và tôi quen rồi. À, 6 giờ thức dậy sớm quá tôi không có quen. Lưu tiễn sỉ thoảng thay dạo là bố sĩ quan? sĩ quan? Tôi không quen. Sĩ quan. Cái tiếp ta có từ trung ngủ thì mình gặp rồi. Ôn lại cho thành một cái hệ thống là Sáng sớm là chào sang. Rồi đến cái buổi sáng là sang ngủ. Rồi buổi trưa là trung ngủ. Buổi chiều là xa ngủ. Và buổi tối là hoàn sang. À, hoàn sang. Cái tiếp nữa ta có từ siêu uh, gì siêu -si. si là nghỉ ngơi Riêng có một số vùng ở miền Nam Trung Quốc hoặc Đài Loan người ta sẽ đọc là siêu sĩ -si. Cho nên ngay chỗ này mình để là thành thanh hai cho mọi người chú ý Sẽ có rất nhiều người nói là siêu sĩ -si đó Nhi hủy cha siêu sĩ -si bà, bạn về nhà nghỉ ngơi đi Nhi hình lây là nhi hủy cha siêu sĩ -si bà Nếu chuẩn theo tiếng phổ thông của người Trung Quốc uh, thì sẽ là khinh thanh siêu Si Nếu tra từ điển của Đài Loan sẽ thấy là siêu sĩ -si. Chứ không phải là siêu Si, không phải khinh thanh Ta lưu ý vậy. Quả sàng siêu si, siêu Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Động từ lặp lại, nghĩa giảm đi. Cái tiếp ta có sèo sữa. Sèo sữa là tiếng đồng hồ hoặc là giờ đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ ta nói là panh có sèo sữa. À, một tiếng đồng hồ là dĩ cưa sèo sữa. Như vậy lượng từ là cưa. Hai tiếng là lèn cưa sèo sữa. Hai tiếng rưỡi là lèn cưa pan sèo sữa. Ta nhớ như vậy được rồi. Một ngày... Uh, có 24 tiếng đồng hồ, 1 tháng có 24 cái xào sữa. 1 tháng có 24 cái xào sữa. Cái tiếp ta có từ bao thì nãy cũng nói, tức là khăn bao, hay khăn bao trữ, về cơ bản là như nhau. Uh, xem báo, thế thôi. Uh, báo thanh niên là xin nến bao. Báo người lao động là lão túng trợ bao. Lão túng trợ là người lao động. Kế tiếp nữa xin mời mọi người chúng ta cùng xem cái các cái đoạn đàm thoại nha. À, đoạn đàm thoại thứ nhất nè, đầu tiên tôi sẽ đọc và giải thích nghĩa trước, sau đó rồi mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Đi mày thiên hoàn sang chỉ đèn suy treo. Mỗi buổi tối bạn ngủ lúc mấy giờ? Ta cai 12 ở khoảng 12 giờ hoàn là sang đen hoàn sang đen quá sáng mấy giờ bạn thức dậy ý tiên ba tiền chiếu tiền quá xì hoan suy làn cũng không có nhất định nữa 呃,8 giờ 9 giờ gì đó tôi thích ngủ nướng nì ma À, bạn biết không ngủ sớm dậy sớm sẽ tốt cho sức khỏe Bạn nên ngủ sớm một chút Hoặc hãy yên chào ý tiến chị Tôi cũng nên dậy sớm một chút nữa Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Nỉ mày ngày hoàn sang chỉ đèn suy chào Ta gai sử ở tiền Thay hoàn sang chỉ đèn chỉ thoáng.

Nǐ xì hoan, bù xì hoan, hơ cà phê Nǐ xì hoan, bù xì hoan, hơ cà phê Bạn có thích uống cà phê không? Xì hoan, bù xì hoan có nghĩa là Nǐ xì hoan, hơ cà phê ma Đây là một cái cách hỏi khác Bố thai xì hoan, không thích lắm Chả nó Còn trà thì sao? Phê sản xì hoan Phê sản xì hoan Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nè Nǐ xì hoan, bù xì hoan, hơ cà phê bố thai xì hoan phê xì hoan à, chúng ta lưu ý là xì hoan xì hoan từ bu ngay đây đọc gần như là khinh thanh tức là đọc nhẹ thôi đừng có đọc là xì hoan bu xì hoan đọc nhẹ thôi xì hoan bu xì hoan xì hoan bu xì hoan bu đây khinh thanh chúng ta lưu ý vậy chúng ta xem đoạn kế tiếp nữa Hoàng sang nỉ sĩ hoan can sầm mò Hoàng sang nỉ sĩ hoan can Buổi tối bạn thích làm gì? Khan tiên sư Xem TV Hải dồ nó Còn gì nữa? Hải dồ nó Hải là còn Khan bao trữ Xem báo Chỉ đèn xoay treo Mấy giờ ngủ Ta cai sửa tiền ban Khoảng 10 giờ rưỡi Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Hoàng sang nỉ sĩ hoan can Khan tiên sư Hải Khan bao trữ Chỉ đèn suy dọ Ta cai sử tiền ban Cái chủ đề của nó là Chào suy giáo chỉ Ngủ sớm dậy sớm Mình đọc trước rồi giải thích nghĩa Sau đó mời mọi người chúng ta cùng đọc theo nha 我有一个习惯 喜欢早睡早起，每天晚上大概十点半睡觉，早上六点我一定起床，中午休息一个小时，喝喝茶，看看报。我们了冷呢，早睡早起。我有一个习惯，喜欢早睡早起。 Mày tên quản sang ta tiền hơ trả, Ngủ sớm dậy sớm, tôi có một cái thói quen là thích ngủ sớm dậy sớm. Mỗi buổi tối khoảng 10 giờ rưỡi thì tôi đi ngủ. 6 giờ sáng tôi nhất định thức dậy. Buổi trưa thì nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ, uống uh, một chút trà hoặc là xem một tí báo. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Chào chú cháu chị. Tôi có một quan thói quen, thích ăn sáng sớm. Mỗi ngày tôi đều dậy sớm, tôi có thói quen dậy sớm. Tôi có thói và đến đây xin kết thúc phần 3 trên 3 của bài 8 cũng là phần cuối của bài này à, Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi clip à, Các bạn vui lòng đăng ký vào cái kênh của mình thì khi mà mình post các clip lên đó, thì các bạn sẽ có thông báo ngay à, để các bạn có thể học được liên tục À, xin chào mọi người và chúc các bạn học thật tốt cái môn ngoại ngữ này